Vâng và xin chào các bạn đến với chuyên mục tóm tắt của chuyên về game channel. Chỉ giá y hay áo cưới giấy, tên tiếng Anh là Paper Grind là một tựa game được phát triển bởi Heartbeat Plus dành cho các hệ máy di động và PC. Đây là một tựa game thú vị khi lấy chủ đề văn hóa ma quỷ ở Trung Quốc, vốn có nhiều nét quen thuộc với tín ngưỡng dân gian của Việt Nam. Những câu chuyện như cô dâu ma, hình nhân giấy, quỷ nhập hồn đã được nhà phát triển khai thác tốt, tạo nên một bầu không khí đầy ma mị, rùng rợn nhưng cũng rất lôi cuốn. Hãy cùng tôi bắt tay ngay vào khám phá cốt truyện của áo cưới giấy ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Chàng tân lang Ninh Tử Phục không khỏi có đôi chút hồi hộp khi anh tìm đến thôn Trang Linh, nơi tân nương Nhiếp Mạc Kỳ đang chờ đợi. Tử Phục và Mạc Kỳ vốn được hai gia đình đính ước từ trước, mặc dù ban đầu anh phản đối kịch liệt việc này vì cho rằng đó là tập tục phong kiến lạc hậu. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, Tử Phục quyết định theo nguyện vọng của họ tới nhà Mạc Kỳ xem mắt, và hai người đã lập tức phải lòng nhau. Sau 5 năm trời hẹn hò, cả hai quyết định sẽ đi tới hôn nhân, và hôm nay chính là ngày trọng đại đó. Khi bước tới cánh cửa nhà Mạc Kỳ, Tử Phục thấy nó đã bị buộc lại bằng một đoạn dây thừng. Nghĩ rằng nhà cô dâu đang muốn thử thách mình, anh đi quanh nhà và tìm thấy một chiếc kìm. Khi đoạn dây được cắt, Tử Phục đã được Mạc Kỳ đứng đón ngay từ cửa. Hai người cùng nhau tới một khách sạn cổ để hành lễ, tại đó cha mẹ Mạc Kỳ đã chờ sẵn. Tiếng của người chủ hôn vang lên. Nhất bái thiên địa. Tử Phục làm theo. Người chủ hôn tiếp tục sướng. Nhị bái cao đường. Tử Phục lại cúi đầu hành lễ. Khi anh ngẩng đầu, cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi. Hai người còn đang ngồi đó giờ đã biến mất, giờ chỉ còn lại hai chiếc ảnh thờ. Trong lúc Tử Phục còn đang bối rối, tiếng người chủ hôn lại cất lên. Phu thê giao bái. Tử Phục quay sang phía Mạc Kỳ, nhưng cô gái mặc áo cưới thắt cái đã khoác lên mình một bộ đồ tăng trắng muốt rồi biến mất. Khách khứa cũng đi đâu hết cả, còn vị chủ hôn giờ chỉ còn là một hình nhân bằng giấy. Tử Phục chợt nhớ rằng cha mẹ Mạc Kỳ đã mất từ năm ngoái, sao vừa nãy họ lại ngồi trước cao đường. Toàn thân lạnh toát trước sự quỷ dị này, Tử Phục tự cấu tay mình. Chắc chắn không phải là mơ rồi. Đi quanh khách sạn để tìm manh mối, anh phát hiện đồ ăn để đãi khách cũng đều làm từ giấy. Tử Phục lần ra một cánh cửa dẫn tới chỗ nhà sau, tại đó có hình nhân một cậu bé đang đứng chắn lối, nó xòe bàn tay ra như muốn xin xỏ gì đó. Anh muốn rời con hình nhân đi, nhưng lạ thay, dù làm bằng giấy nhưng nó nặng tựa ngàn cân. Tử Phục biết phải đáp ứng yêu cầu của nó, anh đi tìm và nhét vào tay nó một phong bao lì xì nhỏ. Con hình nhân bỗng biến mất, khiến Tử Phục càng thêm hoang mang. Nhưng dù sao vật chắn lối đi đã không còn, anh tiến vào và thấy Mạc Kỳ mặc bộ đồ trắng đang thập thò bên trong. Cô chạy vào một căn phòng khác và đóng kín cửa lại. Tử Phục đập cửa gọi, nhưng cô gái chỉ đáp lại ngắn gọn. Vòng tay. Tử Phục biết cô nhắc tới vật gì. Đó chính là chiếc vòng tay mà mẹ của anh để lại làm tín vật đính ước giữa hai người. Anh vội chạy đi lấy chiếc vòng. Tới khi quay lại, cánh cửa đã mở từ lúc nào. Thấy Mạc Kỳ đang đứng giữa phòng, anh bèn thong thả bước tới. Bỗng nhiên có tiếng hét. Đừng qua đó. Tử Phục quay lại, anh thấy một cô gái khác giống hệt Mạc Kỳ, nhưng trên người mặc bộ đồ tân nương màu đỏ. Cô gái áo đỏ nói, đó không phải là em, đừng đến gần cô ta. Tử Phục nhìn sang cô gái áo trắng, nhưng cô ta đã không còn ở đó nữa. Quay về phía này, anh thấy cô gái áo trắng đang đứng ngay sau Mạc Kỳ và ôm cô biến mất. Tử Phục chỉ còn kịp nghe tiếng Mạc Kỳ từ xa vọng lại, nhắn nhủ anh hãy tới thôn Trang Linh. Tâm trí Tử Phục ngổn ngang trăm mối trước quá nhiều chuyện kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Cô gái áo trắng kia là người hay quỷ? Tại sao lại giống hệt Mạc Kỳ? Tại sao lại tới bắt Mạc Kỳ đi? Sau khi lục tung khách sạn cũng không thấy một bóng người, Tử Phục đành lái ô tô quay về thôn Trang Linh theo lời Mạc Kỳ. Trước đây anh hiếm khi tới thôn này, dù đó là nơi chôn rau cắt rốn của người yêu anh. Ngay cả Mạc Kỳ sau khi lên đại học cũng ít khi về quê, vì cô thấy ở đây có gì đó không thoải mái. Người dân nơi đây có vài hủ tục kỳ lạ và không thích giao tiếp với người ngoài. Mải suy nghĩ, anh đã tới thôn Trang Linh từ lúc nào không hay. Không gian ở đây tĩnh mịch như tờ, không một bóng người qua lại. Nhìn thấy một bà lão đang ngồi dưới gốc cây ở đầu thôn, anh bèn chạy tới để hỏi. Bà lão cho biết hôm nay chính là ngày cúng cô hồn rằm tháng 7. Người dân trong thôn đã sớm cửa đóng then cài. Bà là người ở thôn bên cạnh đi ngang qua đây, vì làm mất cây gậy nên đành ngồi tạm dưới gốc cây nghỉ. Tử Phục bèn đi tìm cây gậy cho bà lão. Khi đến nhà Mạc Kỳ, anh bắt gặp một cậu bé hàng xóm đang chơi cà kheo. Sau khi dò hỏi một lúc mà cậu không bắt chuyện, Tử Phục bèn đi tìm đồ chơi để cho cậu bé. Bất ngờ cậu đưa cho Tử Phục cây gậy của bà lão rồi chạy mất.
Khung cửa sổ phía sau hiện ra một bàn thờ, khuôn mặt trên di ảnh lại giống y hệt cậu bé ban nãy. Đọc nhật ký trên bậu cửa, Tử Phục biết được cậu bé và Mạc Kỳ vốn rất thân thiết, nhưng không may cậu đã mắc bệnh và qua đời. Chẳng lẽ cậu bé này là hồn ma? Nhớ đến Mạc Kỳ, Tử Phục liền vào nhà của cô. Tại đây anh phát hiện một tấm ảnh gia đình chụp cha mẹ của Mạc Kỳ đang bồng hai đứa trẻ. Có khi nào Mạc Kỳ còn có anh chị em nữa không? Tử Phục đem trả cây gậy cho bà lão, tiện thể đem bức ảnh ra hỏi. Bà nói quả thực trước kia Mạc Kỳ có một người chị sinh đôi tên Nhiếp Mạc Lê, hai chị em do chính tay bà đỡ đẻ. Một thầy cúng trong làng khi đó nói rằng hai chị em sinh vào ngày tháng năm âm, xung khắc với phong thủy của lục táng Bồ Tát trong thôn, nên chỉ được giữ một người, và cô chị Mạc Lê đã bị gia đình vứt bỏ trong miếu thành hoàng. Bà lão nói đến đó rồi cứ một hai dục Tử Phục quay trở về. Nhưng Tử Phục không dễ gì bỏ cuộc, anh tìm thấy ngôi miếu thờ lục táng Bồ Tát mà bà lão kia đã nhắc đến, và một cuốn sách hướng dẫn cách tìm kiếm đồ vật để hiến tế. Sau khi đã bài trí xong xuôi, Tử Phục đặt bức ảnh của gia đình Mạc Kỳ vào tay bức tượng của lục táng, với mong muốn nhờ vị Bồ Tát này diệt trừ giúp hồn ma đang ám hại Mạc Kỳ. Đột nhiên có tiếng động vang lên, bóng ma áo trắng kia đã xuất hiện và đập vỡ bức tượng. Tử Phục lấy lại bình tĩnh và dõng dạc nói hãy buông tha cho Mạc Kỳ, có oán hận gì cứ việc đổ hết lên đầu anh. Bóng ma im lặng một hồi rồi biến mất. Chuông điện thoại của Tử Phục bỗng nhiên reo vang, người ở đầu bên kia hóa ra lại chính là Mạc Kỳ. Anh còn chưa kịp mừng rỡ thì Mạc Kỳ đã thất thanh nói rằng cô gái áo trắng kia cứ đuổi theo mãi, hiện cô đang trốn trong nhà của hai người. Tử Phục tức tốc lái xe về thành phố, trở lại khu chung cư nơi anh và người vợ chưa cưới đã sống ở đó suốt 2 năm nay. Bên ngoài chung cư đang dựng lều tang lễ, dường như trong lúc anh đi làm đám cưới, ở đây lại có người mới mất. Đó là một ông lão hàng xóm ở tầng 4. Trong lều, Tử Phục tìm thấy di nguyện của ông lão, chỉ đích danh anh phải đốt cho ông ta một hình nhân phụ nữ và một con ngựa để bầu bạn nơi chín suối. Nhưng mà bây giờ đâu phải lúc lo lắng những việc bao đồng như vậy, Tử Phục tự nhủ và toan chạy lên lầu. Bỗng ngoài cổng khu nhà có tiếng người gọi giật lại. Một đạo sĩ kỳ lạ đang đứng đó, phán rằng trên mặt Tử Phục có sát khí. Vốn hôm nay đã gặp nhiều thứ ma quái, anh bèn đứng lại để nhờ ông ta giúp đỡ. Sau khi Tử Phục kể lại mọi chuyện của hai chị em, đạo sĩ nhận thấy bát tự của Nhiếp Mạc Lê vốn thuần âm, khi chết oan sẽ hóa thành lệ quỷ. Có thể cô ta như ngày xá tội vong hồn, cánh cổng địa ngục mở ra để quay trở về dương gian phá rối hôn nhân của anh với Mạc Kỳ. Biết Tử Phục đang gặp đại hung, đạo sĩ bèn đưa cho anh một lá bùa để phòng thân. Tử Phục lên căn hộ của mình ở tầng 9, có điều dường như thang máy đã hỏng. Anh chuyển sang đi thang bộ nhưng thật kỳ lạ, có thứ gì đó chắn lối khiến anh không thể di chuyển được. Tử Phục vội chạy xuống kể lại chuyện lạ cho đạo sĩ. Ông ta hướng dẫn anh dùng điện thoại để quan sát những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Thì ra thứ cản đường anh lại chính là linh hồn ông lão hàng xóm. Nhớ đến di nguyện mà ông ta để lại, Tử Phục bèn miễn cưỡng làm theo. Anh chạy khắp nơi mới tìm thấy hình nhân của một cô gái và một con ngựa để đốt cho ông ta. Quả nhiên sau khi làm xong, hồn ông lão biến mất, con đường dẫn đến căn hộ của anh đã rộng mở. Tử Phục vừa gõ cửa, tiếng của Mạc Kỳ đã từ trong vọng ra. Nhìn qua mắt mèo ở cửa, Mạc Kỳ hốt hoảng khi thấy đằng sau Tử Phục chính là cô gái áo trắng kia. Tử Phục nhìn quanh không thấy ai, anh cố gắng gọi nhưng Mạc Kỳ nhất định không mở cửa. Nhớ đến lá bùa mà đạo sĩ đưa cho, anh bèn dán lên cửa, lúc này Mạc Kỳ mới yên tâm cho anh vào. Cô kể lại rằng vào trưa nay khi tới khách sạn để làm đám cưới thì mọi người đã đi đâu hết cả, chỉ có một cô gái mặc áo trắng cứ bám theo, đến khi tìm thấy Tử Phục thì liền bị cô ta kéo đi. Mạc Kỳ cố gắng lắm mới vùng thoát được, nhưng không biết nên đi đâu, điện thoại lại mất sóng, cuối cùng cô đành quay trở về căn hộ. Tử Phục hỏi lý do Mạc Kỳ bảo anh tới thôn Trang Linh, cô đáp rằng mấy hôm trước gặp được một vị đạo sĩ nọ, nói mình sắp gặp âm tai, nguyên nhân là do người thân. Vì cha mẹ Mạc Kỳ đều đã mất nên cô nghĩ ông ta là lừa đảo, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, Mạc Kỳ mới nhớ rằng hồi nhỏ cô từng gặp một cô bé áo trắng giống hệt mình ở khu mộ trong thôn, nhưng chớp mắt đã biến mất. Về sau Mạc Kỳ có gặp cô bé này vài lần, cô ta cứ thế lớn lên cùng với Mạc Kỳ. Tử Phục bèn đem lời bà lão trong thôn kể lại cho Mạc Kỳ nghe, cô chỉ biết thở dài thương cảm cho người chị gái đã chết. Tử Phục mời người đạo sĩ dưới nhà lên để nhờ hỏi xem nên làm gì tiếp theo. Ông ta đáp rằng cần viết tên của Mạc Lê lên một lá bùa, rồi Tử Phục phải đến miếu thành hoàng viết cáo trạng, mời quỷ sai đến bắt hồn phách cô ta đi. Việc đó phải hoàn thành trước 0 giờ đêm, trước khi quỷ môn quan mở ra hoàn toàn, nếu không mọi chuyện sẽ rất xấu. Nhận thấy có cơ hội để chấm dứt chuyện này, Tử Phục ngay lập tức cầm lá bùa quay trở lại thôn Trang Linh. Tử Phục chạy xe một lúc thì đã tới miếu thành hoàng, nơi này cách thôn Trang Linh không xa,
nhưng rất hẻo lánh. Tử Phục đặt lá bùa của đạo sĩ lên án thờ trong miếu và viết cáo trạng. Bỗng nhiên tờ giấy xuất hiện vô số chữ oan đỏ tươi như màu máu. Anh ngoảnh lại xem lá bùa, nó đang từ từ hiện lên dòng chữ Nhiếp Mạc Kỳ. Tử Phục không khỏi thắc mắc, rõ ràng anh đến cáo trạng Mạc Lê hay là đạo sĩ viết lầm. Bỗng nhiên có bóng ai đó vụt qua, cướp lấy lá bùa chạy mất. Đuổi theo kẻ đó tới sau miếu, Tử Phục bắt gặp một cảnh tượng quái lạ. Những hình nhân giống hệt người đã chết được đặt la liệt ở nơi này. Trong số đó có cả cha mẹ Mạc Kỳ, cô bé hàng xóm và ông lão ở lầu 4 khu chung cư. Lang thang trong đó một lúc, anh nhặt được hai giới bóng có hình hai cô gái áo trắng và áo đỏ, trông giống hệt hai chị em Mạc Kỳ. Cảm thấy tò mò, Tử Phục đặt hai giới bóng đó lên tấm màn chiếu bóng trong miếu. Đột nhiên hai giới bóng cử động như người thật. Bóng áo trắng kể rằng mình sắp kết hôn với phu quân, nào ngờ bị người chị gái sinh đôi chưa từng gặp mặt dắp tâm hãm hại, tách hồn ra khỏi xác, rồi giả dạng làm mình cặp kè với phu quân. Bóng áo trắng như ngày xá tội vong nhân, trở lại báo thù chị gái, nào ngờ cô ta lừa phu quân viết hai chữ bỏ vợ trên cửa, làm cho bóng áo trắng không thể vào nhà. Chỉ qua đêm nay, hồn phách bóng trắng sẽ tiêu tan mãi mãi. Hai rối bóng kể xong thì bất động. Tử Phục chột dạ khi nghe câu chuyện này, có lẽ nào cô gái áo trắng mà anh gặp mới chính là hồn Mạc Kỳ, còn cô gái ngồi trong nhà kia lại là Mạc Lê. Tử Phục chợt nhớ tới cách hành xử khác lạ của người vợ chưa cưới dạo gần đây, nhưng cũng chưa tiện hỏi. Một ngọn gió bỗng nhiên nổi lên, cuốn bóng rối trắng vào trong rừng. Tử Phục vội vã đuổi theo. Rối bóng bay tới một căn nhà nhỏ nằm biệt lập giữa rừng. Tử Phục khẽ khẽ đẩy cửa bước vào, anh thấy trên bàn đặt một bức ảnh, trong đó có hình bà lão mà anh đã gặp ở thôn Trang Linh, ra đây là nhà của bà ta. Đứng cạnh bà là một cô gái trông giống y hệt Mạc Kỳ. Bà lão kia vừa về, thấy Tử Phục đang ở trong nhà, biết rằng không thể giấu giếm được nữa, bà đành nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Bà lão vốn làm nghề đồng cốt, sống cô độc trong căn nhà nhỏ này. Năm đó sau khi đi đỡ đẻ cho hai chị em song sinh nhà họ Nhiếp, bà thấy cô chị Mạc Lê bị gia đình vứt bỏ nên đã thương tình nhặt về. Từ đó Mạc Lê được bà lão này cưu mang, nhưng buộc phải sống lặng lẽ kín đáo để không bị người trong thôn nhòm ngó. Bản thân cô ta cũng dần dần sinh lòng oán giận gia đình khi xưa đã bỏ rơi mình. Một thời gian sau, Mạc Lê đã lớn, bà lão bèn cho cô ta lên thành phố học, không ngờ lại gặp và kết giao với sư huynh của bà, chính là tay đạo sĩ mà Tử Phục đã gặp ở khu chung cư. Lão già này là người thất đức không việc gì là không làm, lúc này gặp được Mạc Lê như cá gặp nước, bèn nhận cô ta làm đồ đệ, hai thầy trò lão ta bày đủ quỷ kế để loài tiền thiên hạ. Không những thế, Mạc Lê còn đang dấp tâm hãm hại gia đình cũ, nhất là cô em gái Mạc Kỳ. Vừa hay lúc đó ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng trắng của Mạc Kỳ, bà cụ nhận ra cô là dương hồn, tức chưa chết nhưng hồn bị ép rời khỏi thân xác, nếu trong vòng 7 ngày không nhập lại vào cơ thể sẽ bị quỷ sai đến bắt đi. Tử Phục tính lại thì đã đến ngày thứ 7, chỉ còn vài giờ nữa là đến nửa đêm, anh vội hỏi bà cụ địa chỉ nhà lão đạo sĩ, rồi tức tốc lái xe đến đó. Tử Phục cuối cùng cũng đến được nhà của lão đạo sĩ trong thành phố, đó là một căn nhà u ám chuyên bán đồ tang lễ, vòng hoa cùng những hình nhân giấy được bày la liệt. Anh đẩy cửa bước vào, dường như lão ta không có nhà. Lang thang trong này một hồi, Tử Phục phát hiện một cửa hầm dẫn xuống mật thất bên dưới sàn. Anh vừa tìm được cách mở cửa, thì bỗng từ bên ngoài có tiếng nói của lão đạo sĩ vọng vào. Lão nói vào những ngày cô hồn thế này, trong nhà tràn ngập âm khí, đến lão còn không dám vào, vậy mà Tử Phục vẫn cả gan tới tìm cái chết. Tử Phục hỏi lão vì sao cứ nhất định muốn ám hại anh và Mạc Kỳ. Lão đáp rằng một trong hai chị em nhà họ Nhiếp phải chết để chiều lòng Lục Táng Bồ Tát. Nếu lão đã muốn đệ tử Mạc Lê của mình sống thì Mạc Kỳ đương nhiên phải thế chỗ. Mạc Lê cũng nói vọng vào, nói mình đã dùng tà thuật để tách hồn Mạc Kỳ ra khỏi xác, biến cô thành linh hồn áo trắng vất vưởng, còn đánh lừa Tử Phục viết bùa để làm Mạc Kỳ tiêu tan hồn phách nhưng không thành công. Mạc Lê cho rằng kẻ đáng bị vứt bỏ mới chính là Mạc Kỳ, còn dụ dỗ Tử Phục bỏ người vợ chưa cưới để đến với cô ta, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Mạc Lê ham dọa sẽ cho Tử Phục chết chung với Mạc Kỳ rồi bỏ đi. Tử Phục tiếp tục tìm kiếm trong mật thất của ngôi nhà. Quả nhiên anh tìm thấy Mạc Kỳ đang nằm bất động trong một gian phòng bí mật. Cô vẫn sống nhưng hơi thở chỉ còn thoi thóp. Xung quanh giường là những chiếc chuông và một chiếc gương bắt quái. Nhận ra chiếc gương dùng để giam giữ linh hồn Mạc Kỳ, Tử Phục liền tìm cách phá giải nó. Bất chợt ở chiếc tủ bên ngoài có tiếng động lạ. Anh mở ra thì thấy hình nhân cậu bé hàng xóm đang ở trong này. Trên tay nó là một chiếc ná thun. Ở trên tầng cũng phát ra một tiếng động khác, hình nhân giấy mà Tử Phục đã đốt cho ông lão ở khu chung cư không hiểu sao cũng lại ở đây. Dưới chân nó có đặt chiếc hộp chứa một viên ngọc quý.
Hiểu rằng những hình nhân này đang tìm cách giúp đỡ mình, Tử Phục vội lấy chiếc ná và viên ngọc bắn vỡ chiếc gương bắt quái. Từ trong gương, hồn phách của Mạc Kỳ bay ra. Tử Phục tiếp tục rung chuông để gọi hồn. Nhiếp Mạc Lê cùng lão đạo sĩ xông vào ngăn cản Tử Phục. Chúng lẩm nhẩm đọc bùa phép, gọi hình nhân của Hắc Vô Thường đến, nhưng nó dường như bất động. Trong hư vô bỗng xuất hiện linh hồn mà Tử Phục đã gặp, chúng lao thẳng về phía hai người kia. Mạc Lê và đạo sĩ hét lên thất thanh rồi chạy ra ngoài, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Mạc Kỳ từ từ mở mắt, dường như hồn phách của cô đã trở lại. Tử Phục gọi điện báo cảnh sát đến, họ tìm thấy Mạc Lê và lão đạo sĩ đang nằm bất tỉnh bên ngoài. Qua một quá trình điều tra, phát hiện chúng lấy danh nghĩa trừ tà để làm nhiều điều phi pháp và đã thu thập được nhiều bằng chứng để khởi tố. Có điều Mạc Lê và đạo sĩ khi tỉnh lại cứ như người mất hồn, ngoài ăn và ngủ thì không biết gì cả. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra hai kẻ này, nếu giả điên thì chỉ còn nước ngồi tù, còn nếu điên thật thì nửa đời còn lại sẽ sống trong trại tâm thần. Cảnh sát còn tiết lộ thêm, chúng đã bí mật đầu độc Tử Phục và Mạc Kỳ bằng một loại thuốc gây ra ảo giác. Riêng Mạc Kỳ vì bị uống quá liều nên mới rơi vào hôn mê. Có lẽ nào tất cả những gì đã trải qua đều chỉ là ảo giác không? Tử Phục thầm nghĩ. Nhưng dẫu sao giờ việc đó đã không còn quá quan trọng nữa. Đám cưới của anh với Mạc Kỳ đã được tổ chức lại và anh sẽ không để hạnh phúc của hai người vụt mất một lần nữa.